Chi và Minh Tuấn. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành với chương trình này. Và xin mời mọi người đến với khách mời của ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Anh Thơ, em đến từ An Giang. Hiện tại công việc của em thì chắc cũng hơi nhiều nghề. Nghề chính của em là làm chuyên viên tư vấn và hỗ trợ pháp lý. Còn nghề phụ là chuyên viên makeup, tư vấn phong thủy và làm bên lĩnh vực bất động sản ạ. 18 tuổi rưỡi là biết yêu rồi. Trong lòng của mình nó rạo rực sao đâu á chị. Người ta hẹn hò đầu tiên trong quán cà phê, trong nghe xem phim này kia. Còn em với bạn này hẹn trong viên, trong sân trường, trong bụi lùm. Em nói trời ghê, tại em nói là thấy ghê, mày hẹn đâu mà kỳ vậy. Trời ơi, làm 3-4 ngày à, đầu tiên để đâu cho hết cơm. Dạ thì cũng cố gắng làm để nuôi ba mẹ. Giỏi quá. Dạ, luôn á. Em thì lớn lên từ An Giang, nơi mà gọi là vùng đất của vùng bảy núi. Thì quê em thì thường á là khi tới ngày lũ á thì lũ rất là dữ dội, giống như là sinh ra và lớn lên trong một cái vùng quê mà giống như là cũng hơi khó khăn về thiên tai. Thì nói chung là cũng chính vì cái động lực đó thì cũng cho em một cái khả năng vượt khó để đến với được như ngày hôm nay. Nhưng còn vấn đề giới tính của mình, em đã xác định từ nhỏ là em là người đồng tính rồi. Có nghĩa là chị biết không, từ nhỏ là thích chơi búp bê rồi cái trò chơi gì của con gái là em chơi, thậm chí còn giỏi hơn mấy bạn đó nữa. Chơi chuyền, chơi nhảy dây, đại khái đi học này kia là em chơi rất là giỏi. Giỏi cực kỳ luôn. Rồi bố mẹ em có nghi ngờ về giới tính của em không? Trong cái thời gian đó thì em xa gia đình, em không có được gần ba với mẹ em. Ba thì đi làm, thậm chí một tháng chỉ gọi được một lần thôi. Tại ở nơi đó người ta gọi là khỉ ho cò gáy đó. Là nước mặn mà sóng điện thoại nó chập chờn thôi. Rồi đâu có được mà tâm sự nhiều. Nhưng mà em cảm nhận được trong thâm tâm nha, ba với mẹ em nghi ngờ. Nhưng lúc đó là còn khổ, còn khó khăn quá. Không nói ra đúng không? Dạ đúng rồi. Không nói ra, với lại là chưa có nghĩ tới cái chuyện là như vậy. Chỉ lo cơm áo gạo tiền. Ba mẹ đi làm để lo cho em á hả? Dạ đúng rồi, là bỏ xứ đi luôn á chị. Bỏ xứ ra đi 3 năm trường. Trong thời gian em đi học đại học á. Em đi học tất cả mấy năm? Theo chính quy là 4 năm rưỡi. Nhưng mà em học còn có 4 năm mà. Em học luôn hè. 4 năm là em ra trường hả? Dạ 4 năm ra trường rồi em có việc làm, em làm tới bây giờ luôn á. Dạ. Là khi em có việc làm là em đón ba mẹ về à? Khi mà ra trường rồi thì em không cho ba mẹ làm nữa. Nãy giờ em thấy chị bị cảm động bởi cái nghị lực của bạn này đúng không? Bạn kể bạn buồn nhưng mà bạn không khóc. Kể câu chuyện rất buồn, mặt cái mặt thì cười tươi. Nhưng thật sự trong ánh mắt của bạn này rất là buồn. Rồi tới cái chuyện tình cảm, làm như là ông trời ông thử thách em hay sao á chị. Cho em cái khổ rồi mới cho em được cái ánh sáng. Tới cái thời điểm em đi lên đại học thì em gặp một bạn học cũng chung trường nhưng mà không chung ngành nha. Thì lúc đó thời điểm đó là đi quen nhau là trong một cái cuộc thi. Bạn đó cứ đứng nhìn mình, cứ ngồi mà cứ nhìn em không à. Cái em mới nói, mình nói trong lòng nhìn em làm bài không được luôn. Mới qua mình hỏi nó, ủa sao làm bài mà nhìn tôi hoài vậy. Cái bạn đó nói gì nè, không có đem cái viết nào hết trơn á. Rồi xong rồi em mới nói, nè em có cho mượn cái viết không? Có, em cho mượn cái viết của em bởi vì mới mê em luôn. Bỏ bùa trong đó. Bỏ bùa cái bỏ bùa yêu đó. Không, tới thời điểm đó bạn nói gì nè, cho mượn có cái viết thôi à, đúng là cái viết xài hoài không quên. Nói em vậy đó chị. Xài hoài không hết. Xài hoài không hết. Lúc đó em cũng không nghĩ là cái chuyện mà cưa cẩm nhau, chỉ nghĩ là thôi giúp đỡ cho bạn làm xong cái kỳ thi đó. Cái một bữa đó bạn đó tỏ tình luôn. Bạn đó là người Hà Nội. Mà em đặc biệt rất là thích cha Hà Nội. Em giống chị nữa. Có chuyện rất là ngọt ngào luôn á chị. Thích trai Bắc đúng không? Dạ đúng rồi, ngọt sâu sắc ngào, ngọt tình ngào cảm. Chị ngày xưa chị yêu ba người trai Bắc, cuối cùng chị lấy chồng chị người Bắc luôn. Quá hay. Mà bây giờ chị lập trai Bắc là chị có tình cảm liền. Trai Bắc là cưng. Thầy chị nói giờ anh tươi cười quá trời. Tươi quá trời tươi hả chị? Trai Bắc tươi đẹp tươi. Trai ha. Dạ. Mà còn tình cảm dễ sợ nha, thương mà. Yêu ai là yêu cũng da diết nó. Dạ đúng rồi. Trai Bắc nó. Hồi nãy vô là em đã địa rồi. Em nói là trời ơi sao mà đẹp trai mà còn là Trai Bắc nữa. Trai Bắc nè. Dạ. Xuất sắc. Rồi. Địa kìa. Chết rồi. Không phải địa là ngưỡng mộ thôi. Tương mà đẹp trai. Dạ. Em có quyền, anh Tương còn đang cô đơn. Em có quyền. Anh Tương mắc cỡ. Bán hết mâm này để mâm khác. Mâm nào được thì tôi gả. Gả cái tiền hoa hồng rồi xong gả được. Không nhưng mà Trai Bắc đúng là tươi thiệt nha chị. Tươi ha. Tươi lắm. Mà tươi hai lắm. Đứa yêu nhau trong cái hoàn cảnh là một túp liều chanh và hai quả tim vàng. Bạn đó cũng đi làm phục vụ. Để nhắc tới cái nụ hôn đầu đời đi ha. Nó bao nhiêu tuổi cưng? Là 18 tuổi rưỡi. Có duyên vậy sao? Bạn này cũng nói chuyện cực kỳ có duyên nha. 18 tuổi rưỡi. 18 tuổi rưỡi là biết yêu rồi.
mà có bạn lại có một cái tặc viết thư, cái viết thư cho em mà gửi cho bánh bèo của em á, nói là tối nay hẹn trong trường đi dạo này nọ. Cái con bánh bèo nào đi theo, cái đó mày kỳ quá à. Mày cũng phải cho tao một cái gì đó riêng tư chứ. Cái này á, ha ha, có cái bắt đầu quên chị quên em ha. Nhưng mà thật sự lúc đó trong lòng của mình nó rạo rực sao đâu á chị. Cũng chuẩn bị đồ này đồ nọ, coi mặc bộ đồ nào đi vậy đó. Giống như là cái hẹn người ta hẹn hò đầu tiên trong quán cà phê, trong nghe xem phim này kia. Còn em với bạn này hẹn trong viên, trong sân trường, trong bụi lùm. Em nói trời ghê, tại em nói là thấy ghê, mày hẹn đâu mà kỳ vậy. em nói mình suy nghĩ nó trời sao mà mình không biết là hẹn trong này nó có gì hấp dẫn không. Rồi đi, rồi xong nói chuyện, nói chuyện xong xuôi rồi bạn này mới tỏ tình luôn. Tỏ tình sao? Hồi đó tới giờ là anh sống thật với bản thân của mình, có thì nó có, không thì nó không. Thì hôm nay là anh thích em. Hồi đó tới giờ là em toàn là đùa gió dẫn căng không mà chưa có cái câu nào mà gọi là khẳng định hết. Thì hôm nay em phải trả lời cho anh biết là em có thích anh hay không. Lúc đó em đỏ mặt bừng bừng luôn, mà trong người em mồ hôi tay mồ hôi chân nó tuôn ra hết, tại vì như là cái tuổi ta gọi là gặm gặt hay sao em cũng không biết nữa. Mối tình nào cũng là tiếng xe tình đó. Dạ đúng rồi. Thì sao một cái em nói, thì ừ đó, em nói cái câu đó thì ừ đó, thì cho mượn có cái viết à, mà yêu tới giờ. Ủa tôi đây có hôn viết gì không anh? Dạ tôi đây có hôn nhau. Lúc đó có nắm tay hôn nhau có hôn ai hôn anh trước? Hôn ở má hay hôn ở môi? Hôn môi. Ai hôn anh trước? Là bạn kia hôn em. Bạn kia không, mới nào bạn kia vậy nè. Giống như là cũng chuẩn bị kịch bản trước. Kêu em á, nhắm mắt lại đi, rồi tặng quà cho em. Đó cái em cũng, mình cũng tin tưởng, mình tin thiệt mà. Cái nhắm mắt lại, cái giống như là nắm cái tay em cứ ngắt gì nè. Cái hôn rồi. Bạn đó cũng, em nghĩ là cũng đang run lắm. Mà cố gắng điềm tĩnh lại, làm chủ động trong câu chuyện. Thì lần lên hôn em. Rồi lúc đó mình cũng hôn lại thì cũng đáp trả tình cảm lại. Cái cảm giác nó như thế nào em? Dâng trào cảm xúc, dạ, thân hoa trong tình yêu. Như một cái màu hồng sung sướng nha, giống như ba trên trời. Đúng rồi đó, đúng không? Nói chung là cảm thấy phấn khởi, cảm thấy thích vô cùng luôn. Trời lúc đó em nói chị hả, giống như là cho em 10 cây vàng mà không bằng mà. Vậy luôn đó. Mà mối tình yêu đầu tiên mình không nghĩ tới vàng. Cái vàng dùng không một bên. Đúng rồi chị, cái người đó đồng cảm với mình trong lúc mình khổ mà. Bây giờ cho em 10 cây vàng mà đổi cái người đấy không đổi. Đúng rồi. Em nói không đổi. Trong... Và tiền mình có thể mình tìm được. Đúng rồi. Mình sẽ tìm ra được, mình tạo ra được. Đúng. Em... cảm xúc và tình yêu nó rất chân thành, nó dạ, rất là đúng khó rồi. Tìm. Nhưng mà hai đứa em quen không ở chung nha. Sao dạ, sao ở chung nhau? Tại vì em thấy mấy cặp đôi trước nói là ở chung với nhau dễ gây lộn, dễ gây gỗ nhau. Rồi ví dụ như ngày nào nghỉ thì đứa này chị qua nhà đứa kia dọn dẹp, đứa kia chị qua nhà dọn dẹp. Thì lâu lâu cũng có kích lụm bữa. Kích lụm là sao nha cưng? Là đi qua phòng em ngủ hoặc là đi qua phòng bằng đó ngủ. Ngủ lại. Ủa chứ em ngủ với người yêu em thì em có làm gì không? Tùy lúc chứ không phải lúc nào cũng phải làm đâu. Nhưng mà thường là chị hỏi là em ngủ với yêu em có làm gì không? Tùy lúc 10 lần là 9 lúc rồi phải không? 9 lần rồi phải không? Có lúc lắm mà nó không được thật phải không? Thì em tặng sao người ta vậy? Mà chị ơi, em đang hỏi người ta mà sao chị cứ trả lời dùm không luôn đó. Tại biết sao? Tại vì chị thấy bé này đang nhập mắc cỡ với cưng nên là chị phải trả lời dùm. Không hả? Mà cái ngày đầu tiên mắc cười lắm. Trong cái chuyện đó là không có ai đứa nào mà có kinh nghiệm hay là ai sao sao hết trơn. Cái tự nhiên cái... Hay sao tự nhiên hôm đó em sợ chị? Em nói thôi từ đây thì sao đừng ngủ chung nữa. Cái bạn đó nói ủa sao vậy? Sao không ngủ chung nữa vậy? Ủa ngủ chung vui mà. Cái nói trời ngủ chung gì đâu mà anh làm như múa lân vậy đó, ngủ không được gì hết trơn. Nó cười mà nhớ lại cái làm đó. Cái gì giống múa lân ta? Múa lân sao vậy chị? Múa lân là sao ta? Em tưởng tượng đi Tuân. Là kiểu người này ngồi lên vai người kia. Sao chị biết được? Thì em thấy múa lân là kiểu múa lân à? Múa lân này là một lân múa lân nghĩa bóng. Hay là một người chạy trước một người đuổi nghĩa đen cọc nhau là gì đó là khá vậy. Ủa vậy bạn em múa lân còn chị múa gì? Chị từ xưa giờ chị đâu có biết múa gì đâu, chị làm trong cái chuyện đó chị ngây thơ lắm. À, thế á? Chị không biết gì hết á. Không thì có từ từ để nói. Không, chị thường trong vấn đề là chị sẽ là người bị động. Bị động à? Tại vì chị đi tông nhái hồi xưa vậy. Nếu mà bị động thì mình là ông địa hay là con lân chị? Không, chị chỉ biết hung má là xong thôi, hết là nắm tay ôm thôi. Tình yêu chị là tình yêu trong sáng cơ. Em xin lỗi chị luôn, chị không biết múa lân mà nãy giờ chị ngồi chị giải thích làm như em thấy chị dành lắm. Không, chị giải thích là biết sao, chị giải thích những cái nào mà chị biết, chị nhìn cánh mắt bằng này chị biết bằng này muốn nói cái gì chị nói. Chị hiểu không? Chị nói thật sự ngồi ở đây là người sành điệu nhất là vẫn là em không biết múa lân là cái gì. Con trai bắt là xuất sắc về vấn đề đó.
Chị phải trải qua bao nhiêu mối tình của con trai Bắc là chị hiểu được con trai Bắc như thế nào. Hay lắm chị ơi, xuất sắc. Dụ một cái là rồi luôn. Con giống trai như Bắc là vô ma trận, vô ma trận là không ra được. Dính con trai Bắc là giống dính bùa yêu. Em không, đúng rồi đó chị đó, một cái sao mà hay khéo léo ghê luôn. Em nói thật sự, một điều rất là khéo léo. Mê luôn. Nè nó nghe nè, tặng cho chị một chùm qua nhau mỗi đêm mà giờ chị nhớ hoài. Đó vậy đó hả chị? Mà em út nữa nha. Dạ, hay quá thật rồi. Rồi cái chuyện tình của mình kéo dài lâu không em? 2 năm rưỡi. Ồ oh. Vậy là cũng sâu đậm lắm cơ. Rồi sau đó thì giống như là em không tìm được một người nào đó đồng điệu được với mình như cái bạn đó. Lúc đó là em nằm mơ em thấy hoài à. Giống như là cho mình một cái động lực trong giấc mơ vậy chị. Mà em mơ bạn đó nói cái gì là em sẽ có được cái đó. Em làm tới cuối năm 2017 mà em xây được nhà cho ba với mẹ em luôn đó. Là chị tính đi là giúp đỡ em tới quá nhỏ. Tới lúc đó em xây nhà xong là em khóc luôn đó chị. Em không tưởng tượng mà được mà em làm được cái chuyện đó luôn đó chị. Em mà đến bây giờ là em đã ổn thỏa cuộc sống kinh tế phải không? Nói chung bây giờ thì mọi thứ đã thành công hết rồi. Nuôi được ba với mẹ. Bây giờ em không cho ba với mẹ em làm cái gì nữa hết. Tại vì ba với mẹ em bệnh hậu về sau lúc mà đi làm nặng quá đó. Mẹ em thì bị viêm khớp rồi. Còn ba em thì bây giờ mắt yếu lắm. Ở nhà chị xem đã ôm. Có chiếc xe, hồi xưa chiếc xe em mua được chiếc xe đó. Rồi bây giờ em để lại cho ba chạy thì ở sớm ai kêu thì chạy, ai kêu thì chạy. Thì còn tới tháng thì em gửi tiền để em nuôi. Mà anh cứ xem truyền hình giống như ví dụ như là ở miền Trung á, mà nước ngập tới nóc nhà. Thì quê em thì cũng gần gần như vậy đó. Hồi xưa nghèo đó, ở quê thì người ta có chiếc xuồng. Còn nhà em không có xuồng, bê bằng cái bè á chị. Em đi bè. Đi bè bằng chuối rồi mình đóng lại để mình bơi mình đi á. Thì dầm mưa dãi nắng mình đi học. Thì cũng lần mà lượt. Mà xa không cưng? Cho dạ. Chị hỏi là xa không? Dạ cũng xa chị. Là em chèo bè đi một mình đó hả? Dạ đúng rồi. Có khi là có ngày chìm bè đó. Phải đem thêm một bộ đồ hờ trong cái bịch á. Thông qua chương trình này nếu mà mẹ em mà có nghe em nói được thì chắc cũng nhớ lại là cái kỷ niệm mà ngày xưa hai mẹ con mẹ chèo bè để cho em đi học rồi cái nghề gì đàn ông làm được là mẹ em làm được hết. Còn ba em ngày xưa là làm thầy giáo thì đâu có làm mà nặng nhọc như được mẹ của em. Nhà thì chỉ có 2 chị em thôi. Tới cái thời điểm mà đi học đại học năm 12 là một cái năm đó là một cái năm mà phải nói là sóng gió nhất trong cuộc đời của em. Tại sao ạ? Ba em bắt buộc em chỉ chọn được một con đường duy nhất thôi là phải vô ngành công an. Tại vì ba nói là vô trong đó thì đỡ phải tốn tiền trường và nhà nước lo cho mình. Còn đi học mấy cái ngành này, ngành kia, ngành nọ không biết là có việc làm hay không. Rồi không có đủ tiền để cho em đi học. Lúc đó em nghe em tủi dữ lắm. Thì lúc đó ba em biết em như vậy, sợ em là không có nghe lời á. Sợ em trốn nhà đi thì mấy tiền chân em vô một cái thanh trọng. Thật sự ra là ba chỉ làm như vậy để cho mình nghe theo lời ba thôi. Chứ em cũng không có giận ba trong cái chuyện đó. Tại vì em nghĩ ba suy nghĩ cũng đúng. Nhà nghèo không có tiền ăn mà thậm chí là còn bữa no bữa ấm thì làm gì mà có tiền để cho đi học đại học. Em than với mẹ, em mới nói là mẹ ơi bây giờ con không có muốn đi theo cái ngành này. Thì nếu như mẹ thương con á thì mẹ kiếm chìa khóa mẹ mở cho con đi. Mẹ mới nói một câu em nhớ hoài tới bây giờ luôn. Nếu mà con đã chọn con đường này con đi á thì con phải thành công. Rồi mẹ nói một câu nữa là mẹ không có tiền để cho con đi học đâu. Mà lúc đấy em muốn học ngành gì? Dạ lúc đó em học ngành luật đó anh. Tại vì ngày xưa ngành luật là ở Cần Thơ có mở. Thì mẹ nói bây giờ mẹ không có đồng bạc nào chân, mẹ cho con đi học. Mẹ cái mà mẹ làm được cho con tới thời điểm hiện tại bây giờ là mẹ chỉ mở khóa được cho con thôi. Tại từ nhỏ tới lớn mẹ cũng không có bao giờ mà học rộng hiểu cao như con. Đập con heo ra em nhớ lúc đó là còn được là 950.000. Là chị tưởng tượng em còn chưa biết là em sẽ đi đâu và về đâu nữa. Em còn chưa biết là Cần Thơ nó như thế nào nữa. Thì lúc đó là 3 giờ sáng là nhờ cái anh xe ôm là chở từ dưới quê đi Cần Thơ. Thì chị biết không, em lên tới Cần Thơ, cái ông đó ông cũng đâu có rành Cần Thơ đâu. Ông thả em ngay chăng chỗ mà gần sân bay Trà Nóc á chị. Em ôm cái bị gì nè mà em nhìn trời nhìn đất. Em không biết là có phải tới Cần Thơ hay chưa nữa. Để cái em mới gặp được cái chú đó đi ruộng. Chú đó nhìn là chú biết là mình tự dưới quê mình lên rồi. Ông hỏi vậy chứ con đi đâu? Cái nói dạ chú ơi con đi thi đại học mà ở đây có phải là Cần Thơ không chú? Cái ông nói như này là còn khúc Trà Nóc con ơi. Rồi ông mới thấy ông không giống như là trong cái lúc khó khăn ông trời ông không có triệt cái đường sống của mình nha. Khiến xui sao cho những cái người quế nhân giúp đỡ em rất là nhiều. Thì cái chú đó chở em thả em trước cổng trường đại học Cần Thơ luôn. Nhưng mà trong đầu em nghĩ nha, thế nào cũng không có tiền mới ở nhà trọ. Mà bây giờ ở nhà trọ cũng không còn chỗ để mình ở.
Rồi còn dự định là trong đầu là bao nhiêu tiền đó là mua mì gói để ăn. Đối diện trường đại học Cần Thơ có cái hẻm, hẻm hồi xưa là hẻm 124. Đi qua bên đó đi mua viết, mua tập với chị Khánh Chi. Gặp thêm một quý nhân nữa là cô chú đó là bán tập quá. Cái thấy em lúa lắm. Mà cô chú nó cũng thân thiện, cô chú hỏi mày đi đâu đây. Mình cũng tình thiệt, mình nói là con trốn nhà con đi thi đại học. Mà bây giờ không có còn chỗ nào để con ở nữa hết trơn á. Nên bây giờ con đi qua đây con mua giấy viết để con kiếm chỗ nào đó con ngồi con học bài con đi thi. Thì bà mới nói thôi bây giờ mày vô mày ở chung với tao đi. Rồi á, mày đi thi, còn còn lại thì mày bán tạp quá tiếp tao. Thì chính là cô chú đó cu mang em trong những cái ngày mà em đi thi đại học. Lúc đi thi xong rồi đi về thì lúc đó ba với mẹ giận nhau, ba không có thèm nói tới luôn. Cũng do một phần là em suy nghĩ trong thâm tâm của em là có thể là mình không thực hiện được ước mơ của ba mình. Ở quê chị Khánh Chi biết không, công an là một cái ngành rất là danh giá. Nhà nào có con làm công an là được mọi người xung quanh rất là ái mộ. Phải dùng một từ ái mộ luôn á. Ừ, con chú học công an này kia nọ. Ba em rất là buồn rười rượi luôn. Thì tới cái ngày mà giấy báo trúng tuyển về á, đậu Đại học Luật Cần Thơ, thì lúc đó ba em mới rớt nước mắt. Ba em nói là giống như là lúc đó em mới công nhận được là cái công sức của em. Với lại bạn bè của ba em cũng khuyên, ngành nào cũng là ngành. Thì lúc đó ba em nói là bây giờ ba không có tiền cho con đi học. Nhưng mà tới giây phút ngày hôm nay rồi, ba sẽ bỏ xứ đi để làm thuê làm mướn cho con đi học. Thì lúc đó em không khóc nha. Em nghe xong em rất là cứng rắn, trước mặt ba mẹ em rất là cứng rắn, sừng sững luôn. Sau khi cái cuộc mà trò chuyện đó rồi, chạy ra góc vườn đứng khóc mình. Thì ba mẹ em mới bỏ xứ đi, là lúc đó là đi nuôi tôm ở ngoài Long An á, là để ở đợi cho người ta. Thì em mới khăn gói đi học thì đi làm phục vụ bán karaoke á. Thì lúc đó em đặt chân lên Cần Thơ là để là nơi em lập nghiệp. Nãy giờ cuộc sống của em, anh thấy em hay nhắc về mấy cô bạn bánh bèo của em đó. Dạ. Thì hôm nay em có dẫn cô nào đến đây không? Dạ có, hôm nay thì em có dẫn một cái chị bạn rất là thân mà cũng đồng hành với em trong những cái lần mà em gặp khó khăn. Thế thì mời bạn của Thơ nhé. Rồi, mời em gái nè. Em chào anh chị. Dạ. Em tên Phương, em là chị bạn thân của Thơ đến đây để đồng hành và ủng hộ tinh thần cho Thơ. À, là sao hai người gặp được nhau hả Phương? À, dạ, gặp nhau là cái duyên, là chỉ tình cờ là em thì quê ở Bến Tre, bạn này thì ở Cần Thơ, là hai người là vô tình vấn đề là giống như có một cái dịp đi qua bển chơi một nhóm bạn rồi gặp Thơ, cái tự nhiên gặp, cái tự nhiên giống như là học cái tính hay sao á, rồi cái chơi từ thân từ đó luôn. Rồi Phương có bao giờ chơi với một người bạn khác là gay cũng giống như Thơ chưa? Dạ em chơi từ hồi mà em cấp 2 là em chơi, mà em không biết sao cái số em là có duyên nha, từ hồi mà đó nhỏ đó. Là tới mà em học ngành du lịch cũng toàn là mấy bạn gay là chơi thân luôn. Nói chung là em với mấy bánh bèo á là chơi không được. Thường á chị ganh tị nhau, bánh bèo là ganh tị nhau. Đúng rồi, bánh bèo ganh tị nhau. Dạ, còn chơi với em mình mới chơi với là bánh xèo. Giống như là chị Phương ơi, chị phải mặc đồ này đẹp hoặc là chị phong cách này đẹp thì mình cũng tư vấn cho chị lên hợp nhiều cái. Bánh bèo nó ganh, nó chỉ mặc đồ xấu đó. Bánh bèo ganh lắm. Với cái tính em chơi á với bạn là khi mà chơi với bạn bè dù nam hay nữ hay em không phân biệt giàu nghèo hay là tuổi tác vậy á, em chơi là em rất là thích sự sòng phẳng và chơi giống như con trai vậy, không có cần mà như bánh bèo là phải bảo vệ hay là phải là tôi là bánh bèo tôi được nhường, không có chuyện đó, nên là chắc hợp với mấy đúng bạn rồi. Gay rồi. Nãy giờ khi mà Phương nghe Thơ kể về những câu chuyện của mình đó thì Phương thấy như nào? Anh Thơ á, là nếu mà nói về câu chuyện này á, là giống như là cái sự bí mật của Thơ mà qua chương trình này thì Thơ miếng là coi như là tiết lộ đó. Còn hồi trước khi mà lần đầu tiên em gặp á, là cái nết của em là khoái vui. Thì cái gì mà chơi lầy tới là vui à, chứ đừng chơi mà nó kiểu giữ lại. Như nay là giữ nè, nay là cũng là dịu dàng đến nay rồi đó. Chứ thường là bung lụa luôn. Cái Thơ á, là gặp là cái mặt lúc nào cũng tươi, cười, nở nụ cười. Xong cái sau này mình mới biết là mình thích Thơ là do thứ nhất là cùng cái sự hiếu thảo, rất là hướng về gia đình. Rồi cái thứ hai nữa là cái suy nghĩ tích cực. Thấy là giống như là người mà phấn đấu một từ hoàn cảnh khó khăn mà có thể tạo nên một cái vậy, là đối với em là em giống như em ngưỡng mộ á. Nếu em làm không được đâu, nếu mà trong một hoàn cảnh đó thì em nghĩ chèo bè mà đi học mà chắc tôi không khỏi học đúng không? Thật sự luôn, thấy bạn này mà học giỏi nữa, quá giỏi luôn, cái ý chí quá. Rồi hai chị em chơi với nhau có thấy điểm nào khác nhau không Phương? Em nghĩ là chơi thân á, không cần phải giống gì tính cách, chỉ cần là cái tư duy nó giống là được. Chắc giống nhau là ở điểm là điều mê trai như nhau. Đúng rồi, mê trai không?
Không, cái đó phải mê chị, cái đó là quan trọng. Mê đâu được nữa đúng không? Ở sống cuộc đời này mà không mê trai là uổng phí cả tuổi thanh xuân. Cái đó là cái gọi là cái tinh túy tinh hoa nhất để sống cuộc đời này. Phải có tình yêu đúng không? Mà thích kinh thích trai là sang trai có duyên là trai đẹp. Trai đẹp là phải ngắm. Phải ngắm nha. Nhưng mà để yêu, yêu để chọn làm chồng. Rất thích cái mặt phúc hậu. Cái người như mà mặt hiền hiền phúc hậu là có anh Tân được không? Nè, anh Tân là đẹp trai mà phúc hậu nè. Còn đẹp trai mà phúc hậu nữa là cái đó là giống như là trời cho. Cái đó hiếm lắm. Là chị. Số 1 ha. Mình nếu mà mình gặp được là mình phải làm liền. Là có phước để chụp liền. Dạ. Để mà người ta chụp sao đúng không? Rồi bây giờ Phương chụp được ai cho em ơi? Dạ anh thì hai đứa chơi chung nên nó cũng y chang y như nhau. Y chang cái tóc bạc như nhau. Là chưa chụp được nè. Ta đi nhìn mê trai nhưng mà chưa kiếm được trai. Vậy là chưa có duyên đó. Dạ. Có duyên là sẽ chụp được. Dạ. Không, từ từ cũng được rồi chị. Em cũng vậy, chị khuyên em luôn, em phải chụp ai chụp cho nó ngon lành. Còn không em ngồi yên một chỗ. Sẽ có người khác người ta chụp em. Em dạ. Nếu như em thấy ăn ngon là em ngồi im cho người ta chụp. Không, em nhảy. Em yêu dại khờ lắm. Em đâu có lý trí mà thông minh trong tình không yêu như chị. Không phải dại khờ nhưng mà mình vấp ngã nhiều lần là cưng phải rút kinh nghiệm cho bản thân của cưng. Đôi ba lần vấp ngã cũng phải một lần thành công đúng không chị? Nhiều người kiểu thân lừa ưa nặng em ơi. Dạ. Anh là kiểu đấy á. Không phải mình chọn là chọn người tốt thôi chứ mình không phải là mình kén chọn cái gì đúng không? Yeah. Hay là mình phải chọn a giàu sang mình mới lấy không có. Đây mình chọn cái tính cách người ta tốt. Đúng rồi, đúng người rồi. Ta yêu mình chân thành, không làm tổn thương trái tim của mình. Đúng tại rồi. Vì trái tim của ai cũng biết đau. Nói chung á, bây giờ người ta lấy được chồng đẹp trai, tốt tính, thương vợ thì người ta muốn nói gì ta nói à. Nói gì cũng đúng hết á. Không, em ngưỡng mộ chuyện đó. Em ngưỡng mộ chuyện tình cảm của chị Lâm Khánh Chi rất là dữ dội luôn đó. Rồi hai chị em có bao giờ thích chung một người chưa? Không, tụi em có cái tư duy chia sẻ. Là mình sống là mình phải mình chia sẻ mình yêu ăn thương được, mình ăn không được thì để cho bạn mình ăn. À đúng rồi, mà chứ đừng người khác người ta ăn ủa. Đúng không? Dạ. Em cứ gu em là trai gạt. Dạ. Còn dạ. Gu bé này là gay. Dạ. Giống như anh Tuân. Dạ. Thâm ra là hai chị em đi chơi với nhau là không có sợ bị đụng hè. Dạ đúng rồi. Còn em đi chơi với bánh bèo là em bị đụng đó. Đúng, dạ, đúng rồi. Nên mình mới hợp với nhau tới bây giờ luôn đó. Khi mà em đến đây á thì em có một cái giống như là em là bánh bèo cái thiệt đi thì cái mà suy nghĩ á, có nhiều bạn em chơi chung á cái nó bị bạn em là cộng trong cộng đồng cái là giật bồ hoặc là tự nhiên quen thời gian cái phát hiện ra là gay thế xong em mấy bạn em rất là sốc và mấy nhỏ bánh bèo á còn em á, thì em thấy cái chuyện đó rất là bình thường không có gì mà sốc cái em muốn nói là muốn là mình chuẩn bị cái tư duy trước cái tư duy là khi mình gặp cái tình huống đó thì mình sẽ như thế nào thì em muốn thông qua chương trình là nếu mà mấy bạn bánh bèo á chơi với lại mấy bạn ngay em chơi đi đâu có sao đâu em chơi xong em quên em bánh bèo luôn rồi cái là có một cái nếu mà mình gặp trong trường hợp chồng mình hoặc người yêu mình là trong cộng đồng LGBT thì cái vấn đề mình cần là mình phải có qua ba cái quá trình là theo cái tư duy em á nha còn em không nói là tư duy của người ta là em nghĩ là nên là yêu thương thông cảm và tha thứ yêu thương ở đây là sao yêu thương á có nghĩa là giống như là mình lần đầu tiên mình gặp người đó thật sự mình rung động bằng trái tim thiệt mình chưa đâu có biết là giới tính gì mình người yêu gay đâu. Tại vì người đó trên cái nguyên thế giới này tự nhiên tìm được người đồng cảm yêu thương mình ga lăng hoặc là chăm sóc mình đó là bằng trái tim vậy thì mình phải cảm thấy mình may mắn vì gặp người bạn tri kỷ này rồi khi mà mình thông cảm là mình phải biết là nguyên nhân tại sao bạn đó lại như vậy với mình thì thường là chỉ là nguyên nhân xuất phát em nghĩ là có hiếu với gia đình muốn che giấu không chưa có dám có sức mạnh đủ tự tin để đi ra cơm ao như vậy rồi cái cuối cùng á tha thứ ở đây không phải em nói mấy bánh bèo á là nó gọi là nó là sao ta không phải kêu nó vĩ đại nha mà mình tha thứ là để cho tâm của mình nó được nhẹ bình nhàng yên hơn. Và mình tự mình giải thoát cho mình thôi. Và cái có một cái hiện trạng nữa mà bạn bè em đã bị luôn rồi là có chồng rồi không chịu chia tay biết rồi người ta muốn giải thoát cho nhau không quyết tâm là không chịu chia tay nhiều người bánh bèo chị nói luôn biết người ta gay rồi vẫn không dạ. buông tha cho người ta để cho người ta thoát khỏi đi cái đó dạ. Là em thấy nguy hiểm người ta đâu còn yêu người ta đâu chị yêu ơi, nhưng mà như vậy nè để nói về pháp lý đó thì hai người khi mà kết hôn đó nó dính về pháp lý nữa chị nhưng mà nhiều người chưa đâu có kết hôn nhưng mà họ sẽ phải sống ở trong cái định kiến của xã hội họ là gái đã có chồng rồi họ muốn bước thêm một bước nữa rất là khó ở đây là mình nói là ở với nhau không hạnh phúc dạ. Làm khổ cả hai thì mình nên buông thả nhau ra để cho mọi người tìm một cái hạnh phúc riêng dạ. Tại vì khi mà ở với nhau nếu như hạnh phúc thì nói gì nữa dạ. Đã biết là người chồng là gay rồi dạ. Và người ta đã muốn chấm dứt kể từ đó chấm dạ. Dứt một cách im đẹp vẫn chấm dứt để vẫn có trách nhiệm với nhau thì dạ. Biết có con vẫn lo nhau dạ. Qua lại bình thường nhưng không có ràng buộc nhau và dạ. Không làm khó dễ nhau chứ nếu như cái người con gái biết người ta cho chồng là gay dạ. Mà không chịu chia tay dạ. Như vậy này chị ơi em xin phép mà làm tại vì như vậy có nghĩa là cái người gay đã lấy vợ
thì cái người con gái đó họ sẽ đem một cái dấu hỏi là tại sao là gay mà ban đầu lấy tôi. Dạ. Và có họ, nhiều người con gái biết là lúc đầu người ta gay vẫn lấy. Biết luôn chị, em nói luôn mà không chịu. Bây giờ chị đang có một người em chị đang nhà. Em biết, nhưng mà đây là đang nói về cái việc là những cái bạn gái đó họ là nạn, rõ ràng là nạn nhân của một cái sự lừa dối nha. Em chắc chắn điều đó. Họ bị lừa dối ngay từ đầu. Có nghĩa là yêu rồi không rút lại được. Với lại có nghĩa là người con trai đó không có nói với họ họ là gay. Dạ. Thì đương nhiên thì họ yêu thì họ phải lấn tới. Dạ. Thôi chứ bây giờ làm sao. Nhưng mà tại sao như vậy cho khổ hả chị ha? Dạ. Thì đó em phải... muốn nói là như vậy là mình phải chuẩn bị cái tư duy mà em nói yêu thương rồi thông cảm là hao hứng. Nếu mà lỡ đó là bạn này đang nói, nếu như mình lỡ mà mình rất vô cái câu chuyện vậy thì mình nên thông cảm, yêu thương và chia sẻ. Dạ. Để chứ giờ bây giờ cứ làm khó nhau, làm beng lên thiên hạ. Dạ. Người ta cười không. Đúng có rồi. Được gì hết. Và cái người đó không thuộc về mình, trái tim họ không thuộc về mình. Dạ. Mình cứ níu kéo như vậy cũng không được cái gì hết. Dạ. Khổ mà cả cái ảnh hưởng mà em thấy nghiêm trọng nhất á, không phải là giữa hai người. Ừ. Mà nghiêm trọng nhất á, là ở đây là nó ảnh hưởng tới con cái. Tại khi một người mẹ, người Việt Nam mình phụ nữ rất là chịu đựng, có cái tính hy sinh chịu đựng từ xưa rồi, nên là quyết tâm là sẽ không bao giờ làm là chia tay. Các có những cái người có tư duy lạc hậu nha. Đúng rồi đó. Thì em nói khi mà họ bị trầm cảm, họ stress thì cái chắc gì họ giáo dục con cái họ sẽ tốt. Họ sẽ đổ lên những cái trầm cảm đó vô con cái. Vậy thì em thấy rất là nguy hiểm, nên chọn phương án là cứ hai người chia tay, bốn người hạnh phúc. Chính xác. Thôi có cái ước muốn gì cho tương lai của mình không? Dạ thật sự thông qua chương trình này, em đầu tiên là em muốn nhắn gửi tới ba mẹ của em một cái lời biết ơn chân thành. Và cái này là cái ước muốn mở một cái viện dưỡng lão dành cho những cộng đồng LGBT khi về già mà không có nơi nương tựa. Thật sự em nhìn những chị đó em rất là xót. Cái suy nghĩ của em nó đang là cái suy nghĩ của chị. Dạ. Thì hôm nay chị nói luôn. Dạ. Nếu như hai chị em mình có duyên thì hai chị em mình sẽ... Một mình em thì em khó, nhưng mà với có chị thì chị nghĩ là cái điều mà ước này nó rất là dễ. Dạ, động lực rất là lớn. Và hai chị em mình sẽ đồng hành trong dự án này. Dạ, em cảm ơn chị. Nha. Dạ. Chị có ý định này cách đây một tháng. Dạ. Nhưng hôm nay sẵn dịp hôm nay thì Khánh Chi cũng chia sẻ luôn là Khánh Chi đang có cái ý định là sẽ kiếm một miếng đất, mua và xây một cái nhà, và có thể là Khánh Chi mở một cái nhà hàng hay mở quán ăn chay cho những người trong cộng đồng LGBT vừa phụ làm là vừa có tiền nè, và nuôi họ tại đó luôn. Dạ, đúng. Đó là cái tâm nguyện của Khánh Chi từ đây tới thời gian sắp tới là Khánh Chi sẽ thực hiện, và sẽ thực hiện chung với lại em. Dạ, thơ em cảm ơn và chị. Em thơ sẽ lên ở với chị nha. Dạ. Được không nha em Bằng Tương? Còn cái ước mơ hầm kín quan trọng đó là kín trai đó nha. Rồi kín trai đâu. Lên ở với chị là trai đây. Ừ, đi chị Khánh Chi là không có là trai đây. Em chị trai đẹp không mà cưng. Chị sang mặt chương trình là tặng em món quà. Dạ em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chương trình. Cảm ơn Thơ, cảm ơn Phương đến với chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn hai hộp bơ khí của kinh nha. Cảm ơn nhãn hàng Son Jinuka đến từ Nhật Bản. Tô Son rất xinh, bật tung cá tính đã đồng hành với chương trình này. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Và mọi người đừng quên theo dõi chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh LGBT Việt Nam. Tất cả mọi thắc mắc sẽ được giải đáp ở fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.